Phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống, phẩm thứ 11, phần 2. Lúc ấy, Đại Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, như trước đây Phật có nói thí dụ về trái Amla, rất khó phân biệt trái sống và trái chín, để ví với bốn hạng người. Hạng thứ nhất giữ giới hạnh tinh tế mà trong tâm không trần tránh ngày thật. Hạng thứ hai trong tâm tinh tế mà giới hạnh không trần tránh ngày thật. Hạng thứ ba trong tâm tinh tế, giới hạnh cũng trần tránh ngày thật. Hạng thứ tư trong tâm không tinh tế, giới hạnh cũng không trần tránh ngày thật. Bạch Thế Tôn, đối với hạng người thứ nhất và thứ hai đó, làm sao có thể rõ biết phân biệt được? Theo lời Phật dạy đó, nếu chỉ y theo hai nhân duyên nói trên thì thật không thể biết được tướng trạng của tâm Như Lai. Phật dạy, lành thay thiện nam tử, ví như trái Amla, hai hạng người ấy thật khó rõ biết phân biệt được. Vì khó rõ biết phân biệt nên trong kinh ta có dạy là phải sống chung với họ. Nếu sống chung mà vẫn không biết nên ở lâu ngày với họ. Nếu ở lâu ngày với họ mà vẫn không biết nên dùng trí tuệ. Nếu dùng trí tuệ mà vẫn không biết nên quán sát thật sâu xa. Nhờ sự quán sát sẽ rõ biết phân biệt được giữa người chỉ giới và người phá giới. Thiện nam tử, chỉ khi nào thực hiện đủ bốn việc: sống chung, ở lâu, dùng trí tuệ, dùng sự quán sát, thì sau đó mới phân biệt được người chỉ giới, người phá giới. Thiện nam tử, giới có hai loại nên người chỉ giới cũng có hai hạng. Một là giới cứu cánh, hai là giới không cứu cánh. Có người vì nhân duyên nào đó nên thọ trì giới cấm. Người có trí nên quán sát xem người ấy trì giới là vì lợi dưỡng hay vì cứu cánh. Thiện nam tử, giới của Như Lai không có nhân duyên nên gọi là giới cứu cánh. Vì nghĩa này nên Bồ Tát tuy bị các chúng sanh xấu ác làm tổn hại, vẫn không sanh tâm giận dữ ngu si. Vì thế Như Lai được tôn xưng là thành tựu rốt ráo việc trì giới, là bậc trì giới cứu cánh. Thiện nam tử, ngày trước có một lúc ta cùng với Xá Lợi Phất và 500 người đệ tử cùng ở tại thành Chiêm Bà, nước Ma Già Đà. Bấy giờ có người thợ săn đuổi theo một con chim bồ câu. Chim ấy hoảng sợ bay đến núp dưới cái bóng của Xá Lợi Phất nhưng vẫn còn run rẩy như cây chuối bị gió lay. Khi nó đến núp vào dưới bóng Như Lai thì thân tâm đều an ổn, không còn sợ hãi. Vì thế phải biết rằng Như Lai Thế Tôn là bậc chỉ giới rốt ráo, cho đến cái bóng của Ngài cũng có được năng lực dường ấy. Thiện nam tử, người giữ theo những giới không cứu cánh cho đến các quả vị thanh văn duyên giác cũng không thể chứng đắc, huống chi là quả A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lại nữa, có hai hạng người chỉ giới, một là vì lợi dưỡng, hai là vì chánh pháp. Nếu người vì lợi dưỡng mà thọ trì giới cấm, nên biết rằng người ấy không thấy được tánh Phật và Như Lai. Tuy có nghe nói về tánh Phật và danh hiệu của Như Lai nhưng không gọi là nghe thấy. Nếu người trì giới và chánh pháp nên biết rằng người ấy có thể thấy được tánh Phật và Như Lai, đó gọi là dùng mắt thấy, cũng gọi là nghe biết mà thấy. Lại có hai hạng người trì giới, một hạng có gốc rễ sâu vững khó chuyển, một hạng là gốc cạn rễ lay động. Nhiều người có thể tu tập các pháp tam muội không vô tướng vô nguyện, đó gọi là gốc sâu khó chuyển. Nhiều người không tu tập ba pháp tam muội ấy, tuy có thực hành tu tập cũng là vì hướng đến 25 cảnh giới hiện hữu, đó gọi là gốc cạn dễ lay động. Lại có hai hạng người trí giới, một là vì tự thân, hai là vì chúng sanh. Hạng người trí giới vì chúng sanh thì có thể thấy được tánh Phật và Như Lai. Người trì giới lại có hai hạng, một là hạng người do tâm tánh, có thể tự mình phát nguyện trì giới, hai là hạng người cần sự dạy bảo của người khác mới trì giới. Nếu người sau khi thọ giới rồi trải qua vô số kiếp không hề có chút sơ suất, dù sanh ra trong đất nước xấu ác, gặp bạn bè xấu ác, thời thế xấu ác, phải sống chung với bọn gian tà, hung ác, tà kiến, gặp phải lúc thế gian không có pháp thọ giới, nhưng vẫn tu trì như trước, không hề hủy phạm, đó gọi là người trì giới do tâm tánh, có thể tự mình trì giới. Nếu người nhờ gặp được chư tăng làm thầy, bạch bốn yết ma rồi mới được giới, tuy được giới rồi còn phải nương cậy nơi hòa thượng, các bậc sư trưởng, các vị đồng học và bạn tốt, giảng dạy khuyến dụ, mới có thể tu sửa dần dần các oai nghi như đi đứng, nghe pháp, thuyết pháp. Đó gọi là người trì giới cần sự dạy bảo của người khác. Thiện nam tử, nếu là người trì giới do tâm tánh có thể tự mình trì giới thì có thể dùng mắt thấy tánh Phật và Như Lai, cũng gọi là nghe biết mà thấy. Giới lại có hai loại, một là giới thanh văn, hai là giới Bồ Tát. Nếu trì giới từ lúc mới phát tâm cầu đạo cho đến lúc được thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đó gọi là giới Bồ Tát.
Nếu chỉ giới từ lúc quán tướng xương trắng cho đến khi chứng đắc quả A-la-hán, đó gọi là giới thanh văn. Nếu ai thọ trì giới thanh văn, nên biết rằng người ấy không thể thấy được tánh Phật và Như Lai. Nếu ai thọ trì giới Bồ Tát, nên biết rằng người ấy sẽ đạt được A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, có thể thấy được tánh Phật, Như Lai, Niết Bàn. Bồ Tát Sư Tử Hống lại thừa hỏi: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà thọ trì giới cấm? Phật dạy: Thiện Nam Tử, đó là vì tâm không hối tiếc. Vì sao không hối tiếc? Vì được hưởng niềm vui. Vì sao được hưởng niềm vui? Vì tu tập hạnh xa lìa. Vì sao phải xa lìa? Vì để được an ổn. Vì sao được an ổn? Vì tu thiền định. Vì sao tu thiền định? Vì có tri kiến chân thật. Vì sao là tri kiến chân thật? Vì thấy được những sự tai hại của sanh tử. Vì sao thấy được những tai hại của sanh tử? Vì tâm không tham lam vướng mắc. Vì sao tâm không tham lam vướng mắc? Vì được giải thoát. Vì sao được giải thoát? Vì đạt được vô thượng đại niết bàn. Vì sao đạt được vô thượng đại niết bàn? Vì được các pháp thượng lạc ngã tịnh. Vì sao được thượng lạc ngã tịnh? Vì đạt được cảnh giới không sanh không diệt. Vì sao được không sanh không diệt? Vì thấy được tánh Phật. Cho nên Bồ Tát, do nơi tâm tánh tự mình có thể trì giới thanh tịnh cứu cánh. Thiện Nam Tử, vị tỳ kheo trì giới tùy không phát nguyện cầu được tâm không hối tiếc, nhưng tự nhiên đạt được tâm không hối tiếc. Vì sao vậy? Vì tánh pháp vốn là như vậy. Tuy chẳng mong cầu được hưởng niềm vui, được lìa xa, được an ổn, được thiền định, được chân thật tri kiến, được thấy tai hại của sanh tử, được tâm không tham lam vướng mắc, được giải thoát niết bàn, thường lạc ngã tịnh, không sanh không diệt, được thấy tánh Phật, nhưng tự nhiên cũng đạt được đầy đủ. Vì sao vậy? Vì tánh pháp vốn là như vậy. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, nếu do nhân trì giới mà được kết quả là tâm không hối tiếc, do nhân giải thoát mà được quả niết bàn, như vậy thì giới ắt là không có nhân, niết bàn là không có quả. Nếu giới là không có nhân, tất phải gọi là thường; niết bàn có nhân, tất phải là vô thường. Nếu là như vậy, niết bàn ắt trước vốn là không mà sau thành có. Nếu vốn là trước không sau có, tức là vô thường. Giống như việc thắp ngọn đèn lên, nếu niết bàn là như vậy, sao có thể gọi là ngã lạc tịnh? Phật dạy: Thiện Nam Tử, lành thay, lành thay, ông đã từng ở nơi vô số chư Phật trồng các căn lành, nên mới có thể thưa hỏi Như Lai về nghĩa sâu xa như vậy. Thiện Nam Tử, có phải ông không quên ý nghĩ xưa kia nên mới hỏi ta như vậy? Ta nhớ thuở xưa cách này đã vô số kiếp, ở thành Bà La Nại có Phật ra đời hiệu là Thiện Đức. Bấy giờ Đức Phật ấy giảng thuyết kinh Đại Niết Bàn này trong suốt 300.000 năm. Khi ấy ta và ông đều ở trong pháp hội đó. Ta có đem việc này thưa hỏi Đức Phật ấy. Đức Như Lai khi ấy vì chúng sanh mà nhập tam muội chánh thọ, chưa giải đáp nghĩa này. Lành thay đại sĩ, ông có thể nhớ tưởng việc xưa như vậy. Hãy nghe cho kỹ, hãy nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói. Việc trì giới cũng có nhân, đó là do được nghe chánh pháp. Việc nghe chánh pháp cũng có nhân, đó là do gần gũi bạn lành. Gần gũi bạn lành cũng có nhân, đó là do có lòng tin. Việc khởi lòng tin cũng có nhân, lại chia làm hai loại, một là nghe chánh pháp, hai là suy xét ý nghĩa. Thiện Nam Tử, lòng tin ấy nhân ở việc được nghe chánh pháp, việc nghe chánh pháp lại nhân ở lòng tin. Như vậy hai pháp ấy vừa là nhân của nhân, vừa là quả của quả. Thiện Nam Tử, ví như những người phái ni kiền làm cái giá đỡ bình, bình và giá ấy làm nhân quả cho nhau, không tách lìa nhau. Thiện Nam Tử, như vô minh là duyên của hành, hành là duyên của vô minh và hành vừa là nhân của nhân, vừa là quả của quả. Cho đến sanh là duyên của già chết lại là duyên của sanh, sanh và già chết vừa là nhân của nhân, vừa là quả của quả. Thiện Nam Tử, sanh có thể sanh ra các pháp, nhưng không thể tự sanh. Vì không thể tự sanh nên là do sanh mà sanh ra sanh. Việc sanh ra sanh cũng không thể tự sanh, lại phải nhờ vào cái sanh mà sanh. Cho nên hai pháp sanh và sanh ra sanh cũng vừa là nhân của nhân, vừa là quả của quả. Thiện Nam Tử, đối với việc có lòng tin và nghe chánh pháp cũng quan hệ với nhau giống như vậy. Thiện Nam Tử, là quả mà không phải nhân, đó là Đại Niết Bàn. Vì sao gọi là quả? Vì là quả cao cả, vì là quả của hàng Sa Môn, vì là quả của hàng Bà La Môn, vì là dứt hẳn sanh tử, vì là phá trừ phiền não. Vì những điều ấy nên gọi là quả.
vì là chỗ chống nghịch với các phiền não, vì thế niết bàn gọi là quả, phiền não thì gọi là lỗi lầm, chồng chất lỗi lầm. Thiện nam tử, niết bàn không do nhân, nhưng tự thể của niết bàn là quả. Vì sao vậy? Vì không sanh diệt, vì không có chỗ tạo tác, vì chẳng phải hữu vi, vì là vô vi, vì là thường trụ không biến đổi, là không có xứ sở, vì không có khởi đầu, không có kết thúc. Thiện nam tử, nếu niết bàn là do nhân, ắt không thể gọi là niết bàn. Nói bàn là nghĩa nhân, nói bát niết là nghĩa không. Vì không do nơi nhân nên gọi là niết bàn. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch: như Phật dạy, niết bàn không do nơi nhân, nghĩa này thật không hợp lý. Nếu nói là không, ắt phải hợp với sáu nghĩa. Một là vì xét đến rốt ráo là không nên gọi là không. Như tất cả các pháp đều không có bản ngã, không có gì là vật của ta. Hai là vì có lúc nào đó không nên gọi là không. Như người đời nói rằng sông hồ không có nước lúc khô hạn, không có mặt trời mặt trăng lúc đêm tối. Ba là vì quá ít nên gọi là không. Như người đời đối với thức ăn ít mặn gọi là không mặn, nước uống ít ngọt gọi là không ngọt. Bốn là vì không nhận lãnh nên gọi là không. Như giai cấp Triền Đà La không thể thọ nhận pháp Bà La Môn nên gọi là không có Bà La Môn. Năm là vì thọ nhận pháp xấu ác nên gọi là không. Như người đời nói, kẻ thọ nhận pháp xấu ác chẳng đáng gọi là Sa Môn Bà La Môn, vì vậy nên trong những người xấu ác gọi là không có Sa Môn Bà La Môn. Sáu là vì không có cái ngược lại nên gọi là không. Ví như đen gọi là không trắng, tối gọi là không sáng. Bạch Thế Tôn, niết bàn cũng vậy, cũng có lúc không có nhân nên gọi là niết bàn.